Xin chào các bạn đến với chương trình Sun City phát sóng trong khung giờ 6-9 mỗi tối. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với thông tin Ngô Kiến Huy đưa người yêu đi khám phá nơi anh sinh ra và lớn lên. Và Minh Hằng bỏ làm huấn luyện viên The Face vì lý do cá nhân. Và sau đây chúng ta sẽ đến với thông tin đầu tiên. Việt Nam tươi đẹp tuần này đưa khán giả đến thăm quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Khách mời chương trình là ca sĩ Ngô Kiến Huy vì đây là nơi anh sinh ra và lớn lên. Đồng hành cùng Ngô Kiến Huy là bạn gái anh, ca sĩ Khổng Tú Quỳnh. Quận 5 có những nét văn hóa đặc trưng, do nơi đây tập trung phần lớn người Việt gốc Hoa. Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh đã thưởng thức nhiều thức ăn, đồ uống, đậm bản sắc của người Hoa. Từ món nước mát lê đường, món chè âm phủ hay hủ tiếu cả cần nổi tiếng, cặp đôi còn được trải nghiệm kéo mì cung phu tại một tiệm ăn danh tiếng. Ngoài người bạn đồng hành Khổng Tú Quỳnh, chuyến hành trình còn có sự xuất hiện bất ngờ của Lâm Vinh Hải, một người bạn thân thiết của Ngô Kiến Huy tại điểm hẹn quen thuộc của cả hai. Tiếp nối Thanh Hằng, nữ ca sĩ diễn viên Minh Hằng đã chính thức xác nhận sẽ không làm huấn luyện viên The Face 2017. Và cô sẽ thông báo rộng rãi đến người hâm mộ trong buổi offline fan club của mình vào ngày 15 tháng 4 tới đây. Minh Hằng cho biết, ban tổ chức đã đánh tiếng mời cô tham gia làm một trong ba huấn luyện viên của chương trình Gương Mặt Thương Hiệu. Nhận được lời mời, Minh Hằng đã lập tức lên kế hoạch và chuẩn bị chu đáo cho mọi khía cạnh để sự xuất hiện của mình là hoàn hảo nhất có thể. Quá trình thương thảo hợp đồng giữa hai bên là gần như chắc chắn sẽ thực hiện được. Tuy nhiên, vào phút cuối cùng, Minh Hằng đã quyết định không tham gia nữa vì một số lý do cá nhân. Đây quả là một quyết định sáng suốt, bởi nếu Minh Hằng ngồi vào The Face, sẽ trở thành kẻ ngoại đạo so với hai vị trí mentor còn lại. Và nguy cơ ăn gạch khi nhận xét không thỏa đáng sẽ xảy ra. Thôi, bé heo cứ đóng phim đều đều, cứ mãi đẹp là được rồi. Không cần lớn sân sàn thời trang thì chị cũng đã rất thành công ở điện ảnh rồi. Tập trung cái gì mình sở trường vẫn hay hơn.